xin chào tất cả các bạn nha thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể khôi phục lại toàn bộ những cái hình ảnh ở trên điện thoại của các bạn kể cả các bạn xóa từ trước đến nay các bạn xóa từ rất lâu rồi hoặc là các bạn xóa vĩnh viễn thì trong cái video này thì mình hướng dẫn để các bạn có thể đều có thể khôi phục được lại hết nha thì đây mình sẽ vào phần bộ siêu tập nghĩa là phần ảnh của mình nha đây thì mình sẽ xóa cho các bạn xem đây ví dụ mình sẽ xóa những cái ảnh gần nhất sau đó mình khôi phục sau đó mình sẽ khôi phục cả những cái hình ảnh mà mình xóa lâu rồi mình cũng sẽ khôi phục cho các bạn xem nha. Đây, các bạn, đây mình sẽ ấn xóa chuyển vào thùng rác. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, như vậy mình đã xóa nhận ảnh ý nha. Thì bây giờ để mình có thể khôi phục thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ khôi phục trong vòng 30 ngày kể từ khi cái bức ảnh bạn xóa, còn cách thứ hai là uh, sẽ khôi phục được những cái hình ảnh mà các bạn đã xóa từ rất lâu rồi nha. Thì đây, để các bạn uh, khôi phục những cái hình ảnh mà các bạn xóa trong vòng 30 ngày thì các bạn sẽ kích cho mình vào cái dấu ba chấm đây, các bạn nhìn thấy chưa? Dấu ba chấm đó các bạn kích vào. Ở đây nó sẽ có một thùng rác thì các bạn ấn vào. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình vừa xóa ở đây bây giờ mình muốn khôi phục lại thì trong cái mục thùng rác này nó sẽ chứa những cái mục mà các bạn đã xóa trong vòng 30 ngày thì trở đi sau 30 ngày đó thì nó sẽ chuyển sang danh sách xóa vĩnh viễn nha thì các bạn chỉ khôi phục được trong vòng 30 ngày kể từ ngày các bạn xóa thôi đây thì các bạn có thể khôi phục bất cứ cái hình ảnh nào mà các bạn muốn các bạn chỉ cần ấn các bạn chọn các bạn giữ và các bạn chọn những cái hình ảnh các bạn mong muốn nha sau đó các bạn nhìn ở bên dưới sẽ có mục khôi phục thì các bạn ấn vào khôi phục đó thì nó sẽ thông báo là đang khôi phục, như vậy là các bạn đã khôi phục được những cái hình ảnh mà các bạn đã xóa trong vòng 30 ngày nha. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp thứ hai mà các bạn muốn khôi phục những cái hình ảnh mà các bạn uh, xóa trong vòng quá 30 ngày hoặc là những cái hình ảnh các bạn xóa lâu rồi, các bạn xóa vĩnh viễn thì các bạn sẽ uh, tải cho mình một cái app về sau đó để các bạn có thể khôi phục. Đây, các bạn vào cửa hàng trên điện thoại của các bạn. Đây, mình sẽ vào cửa hàng nha sau đó ở mục tìm kiếm các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa đó là khôi phục ảnh đã xóa vĩnh viễn các bạn nhìn thấy chưa các bạn gõ cho mình từ đó khi các bạn gõ các bạn ấn tìm kiếm thì nó sẽ ra cái app đầu tiên đó là khôi phục ảnh các bạn sẽ nhìn cho mình đúng cái hình ảnh ứng dụng của cái app này nha sau đó các bạn kích vào cái app đó cho mình đó thì ở đây là khôi phục ảnh and recover đây thì các bạn sẽ ấn cài đặt cho mình ạ các bạn cài đặt cho mình cái ứng dụng này sau khi các bạn cài đặt cho mình cái ứng dụng này thì các bạn sẽ vào các bạn khôi phục được tất cả những cái hình ảnh ở trên cái thiết bị điện thoại của các bạn từ trước đến nay mà các bạn đã xóa vĩnh viễn nha thì nó đều có thể khôi phục được. Đây thì cái app nó rất chi là nhẹ mê và cái việc cài đặt nó rất chi là tiện lợi và nhanh chóng. Các bạn sẽ đợi cho mình trong vòng khoảng 2 3 phút là nó sẽ cài đặt xong nha. Rồi, đây nó đã cài đặt thành công ạ. Bây giờ các bạn sẽ ấn mở cho mình. Đó, các bạn ấn mở nha thì cái app này nó sẽ có một số cái mục quảng cáo thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình ạ, đây các bạn tích vào dấu tích để các bạn bỏ qua là được, đây thì các bạn sẽ tích cho mình vào dấu tích ở trên đây, đó các bạn tích dấu tích xong thì ở đây nó sẽ có mục đó là mục khôi phục ảnh đã xóa các bạn nhìn thấy chưa? các bạn sẽ ấn cho mình vào cái mục khôi phục ảnh đã xóa nha các bạn kích vào, đó thì ở đây các bạn sẽ chọn là cho phép cho mình ạ rồi thì bây giờ để các bạn bắt đầu cái việc khôi phục thì nó sẽ yêu cầu là các bạn nhấn để bắt đầu quét thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ biểu tượng ở hình tròn ở giữa đây các bạn nhấn vào cho mình đó thì nó sẽ thông báo này đang chuẩn bị quét các bạn thấy chưa ngay lập tức cái thiết bị nó sẽ được quét những cái hình ảnh đây các bạn nhìn thấy chưa nó chạy những cái hình ảnh mà nó sẽ khôi phục trong cái thiết bị của mình nha đây các bạn yên tâm là nó sẽ khôi phục vài nghìn ảnh cho các bạn, vài chục nghìn ảnh luôn. Nghĩa là những cái hình ảnh mà các bạn xóa từ rất lâu rồi nó cũng sẽ khôi phục cho các bạn được hết nha. Đây các bạn chỉ cần đợi cho nó chạy hết cái vòng tròn xoay thôi. Khi nó chạy hết là các bạn sẽ thấy những cái hình ảnh mà nó khôi phục được cho các bạn ạ. Rồi sau khi các bạn đã đợi cho nó quét hết thì nó sẽ thông báo là đã hoàn thành ở đây. như là ở đây mình đang khôi phục được 23.429 ảnh. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ yêu cầu là có gồm 48 thư mục. Thì bây giờ nha các bạn sẽ À, muốn khôi phục bất cứ cái hình ảnh nào thì các bạn sẽ chọn vào những cái thư mục mà các bạn muốn ở đây nó sẽ thông báo là ôn nghĩa là khi các bạn kích vào chỗ ôn này thì nó sẽ là khôi phục toàn bộ những cái hình ảnh của các bạn thì bây giờ các bạn ấn vào có những cái mục quảng cáo đó thì các bạn sẽ uh, bỏ qua cho mình nha đây các bạn sẽ ấn vào hiển thị cho mình đó thì khi các bạn ấn hiển thị xong các bạn sẽ kiểm tra thấy đây thì tất cả những cái hình ảnh từ trước đến nay ở trên cái thiết bị điện thoại mình mà mình đã xóa thì bây giờ các bạn cứ đợi cho nó loát khi đợi cho nó loát hết xong thì các bạn sẽ kiểm tra mà các bạn muốn khôi phục những cái hình ảnh nào đây các bạn nhìn thấy chưa rất nhiều ảnh các bạn cứ đợi cho nó loát hết tất cả những cái hình ảnh này ra nha các bạn sẽ kiểm tra là các bạn muốn khôi phục cái hình ảnh nào thì các bạn chỉ cần kích vào cái hình ảnh đó để các bạn khôi phục thôi đây rất nhiều hình ảnh nếu các bạn không muốn vào mục tất cả các bạn có thể các bạn quay lại và các bạn kéo lên mục ở bên trên thì nó cũng sẽ có những cái mục nhỏ khác nhau thì các bạn chỉ cần đây ví dụ mấy cái hình ảnh nãy mình xóa đây nha mình vào thăm nai đây các bạn thấy chưa những cái hình ảnh trên máy của mình thì những cái hình ảnh nhỏ nãy mình xóa thì nó đều sẽ hiển thị hết ra đây nha đây các bạn thấy chưa rất nhiều hình ảnh từ trước đến nay mà mình đã xóa thì máy khi các bạn tải cái ứng dụng này về thì nó đều có thể khôi phục được hết nha các bạn cứ chịu khó các bạn tìm và các bạn chọn đúng cái hình ảnh mà các bạn mong muốn thì khi các bạn đã chọn được những cái hình ảnh mà các bạn muốn khôi phục rồi thì các bạn chỉ cần tích cái dấu tích và cái hình ảnh đó đây ví dụ mình muốn khôi phục những cái hình ảnh này mình chỉ cần tích cái dấu tích sau đó các bạn sẽ ấn vào chữ khôi phục ở đây đó các bạn ấn vào khôi phục như vậy là nó đã thông báo là khôi phục bảy ảnh thành công nha các bạn có thể ấn xem hoặc là các bạn ấn tiếp tục để các bạn khôi phục tiếp tục đó, các bạn chỉ cần chọn đúng cái hình ảnh mà các bạn muốn khôi phục thôi, sau đó các bạn ấn khôi phục bên trên là các bạn khôi phục được. Thì đây, khi các bạn đã khôi phục xong thì các bạn ra bộ sưu tập. Đó, các bạn ra bộ sưu tập nha, nó sẽ lưu cho các bạn ở một cái file mới. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? File photo đây. Bảy cái hình ảnh mà mình vừa khôi phục thì nó sẽ về cái mục bộ sưu tập ở máy của mình nha. Đó các bạn thấy chưa? Rất chi là tiện lợi để cho các bạn có thể khôi phục những cái hình ảnh ở trên máy của các bạn các bạn xóa vĩnh viễn từ trước đến nay ạ thì video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi à, xin chào tất cả các bạn ạ